anh em muốn bể là nhà dẫu không một mẻ vẫn là anh em nhá. Mình vui bất thình lình. Còn một lời vợ ạ. Lời ai? Không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thật sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Xin chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Anh và biên tập viên Thủy Vân sẽ công bố và trao giải cho hạng mục phim truyền hình ấn tượng. Và mất khoảng tầm 1 tiếng 30 phút để tổng duyệt riêng cho cái phần 1 phút trên sân khấu của mình. Với sự tư vấn của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng thì chúng tôi đã có khoảng 5 cái kịch bản. Nhưng mà đã quyết định rằng là khi lên sân khấu này thì sẽ chọn kịch bản thứ mấy chứ nhỉ? Cực ngắn. Và sau đây chúng tôi xin phép được công bố giải phim truyền hình ấn tượng. Xin chúc mừng ekip phim Gia Đình Mình. Tôi đang nhìn thấy một ekip rất đông đang tiến lên sân khấu. Với giải thưởng này là một niềm vinh dự và tự hào đối với toàn bộ ekip của phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Chúng tôi xin cảm ơn các khán giả cũng như là ban chuyên môn đã tin tưởng, đã ghi nhận công sức trong suốt tháng 8 tháng trời của chúng tôi. Đây sẽ là một động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục để làm những bộ phim tốt hơn nữa. Xin cảm ơn dàn diễn viên vô cùng tuyệt vời này. Cảm ơn người đã. Mọi người đã thể hiện còn tốt hơn cả những gì chúng tôi mong đợi trong từng bước phim để chúng ta có một tác phẩm hoàn thiện. Xin cảm ơn ban lãnh đạo VFC đã trang hội cho một ekip trẻ với một dự án dài hơi. Và đặc biệt là chúng em xin cảm ơn người thầy của chúng em. Cảm ơn tất cả các khán giả.